khi người dùng kích vào lá cờ chạy hoặc là khi người dùng nhấn vào nút space bar nó chạy này. Nút cái bàn phím ấy, cái bàn phím này đó thì dùng nhỉ, hoặc là khi người dùng click vào cái con bọ cánh cao nó chạy này. Đó. Có rất nhiều những cái event đây đúng không? Cái dễ nhất là ta này cái chọn cái gì nhỉ, đầu tiên là chọn cái khi người dùng kích vào cái lá cờ nó sẽ chạy đúng không nhỉ, rồi làm theo đúng cái gì nhỉ, cái kia nhá. Đó, ok bây giờ cái kia như thế nào nhỉ, mô vô ve à, mô ve thì bây giờ đầu tiên các anh chị chọn motion này đó nhá, chọn cái mu này nhá, kéo đây tôi kéo sang bên gần gần để dễ nhìn được chưa, phóng to tí nữa được không, không cần phóng to tí nữa không, hiểu rồi bây giờ hiểu rồi đúng không, bây giờ sửa cái này thành hôm nay là thành 350 bước đúng không, 350 bước xong ta lại nhẹ tơn này di chuyển cái này là nhẹ sau khi chạy xong chạy, nó là 90 độ đúng không, 90 độ sau đó ta cho nó thì nhờ nó quét khoảng 1 giây từ từ đã xong cái di chuyển tiếp được chưa, xong lại quay lên motion motion ta lại kéo xuống thì nhờ cái này lại cho nó chạy bao nhiêu bước nhỉ, 250 bước ạ, 250 bước rồi xong nó cho nó lại, nó lại tơn nữa có nghĩa là gì nhỉ, bao nhiêu bước bao nhiêu độ nhỉ, 90 độ đúng không, ok xong nó trong xong lại quét nó tí này thôi, kéo này thôi quét rồi xong lại motion nó tất làm liên tục này, cái này nó chỉ là gì nhỉ, cái này con này cho con này nó chạy gì nhỉ, cho con bò này là, con bò này là nó chạy, là nó chạy một tròn, nó chạy một tay hình chữ nhật đó, xong lại quét đó. Thế thôi thì các bạn thấy là nó quá khó không, không không rồi nãy là em vào muộn như nào rồi khi chưa làm thì cảm thấy nó thì nhỉ, nó khó rồi chứ còn khi ta quen rồi thì nó cái này nó rất là dễ mà, ok nhá, rồi ơn em cài trục tự động cho nó chạy mà mình không cần phải bấm vào lá cờ thì vào đâu hả thầy? Ở cái event này này, nó tự động chạy đúng không? Ở trong này, em nhìn nhé, trong này nó chỉ có cung cấp các phương thức này. Khi người dùng kích vào lá cờ nó chạy này là một này, biết nhầm. Thứ hai là khi người dùng nhấn vào nút, nhấn vào cái phím space bar, phím bật phím ấy nhé, nhấn vào bật phím nó chạy này. Khi người dùng nhấn vào cái con bọ cánh cam hay cái con bọ nào đó hay cái đối tượng của nó nó chạy này, được chưa? Khi người dùng nhấn vào cái nền là nó chạy này. Và khi mà gì nhỉ? Khi mà người dùng mở ra chương trình đợi 10 giây bắt đầu nó chạy luôn này, hay đợi mấy giây chạy luôn này. Đó. Nhìn chưa hiểu chưa? Ý chung chưa? Như vậy muốn tự động chạy chọn cái này, tổng nhập khoảng 2 giây hoặc 1 giây thì tự động nó sẽ chạy luôn. Được chưa? Nhá. Chờ khoảng mấy giây nó chạy, ok đây bây giờ chạy thử đây, chạy thử xem có bộ cánh cam nó chạy không, đúng không, đó nó chạy vòng tròn, ok chưa, mình đúng vị trí ban đầu nhé, mình có phải nhấc sang bên kia không, nhấc cái gì cái này á, cái này mình chả liên quan gì cả, cứ để đây thôi, mình chạy thôi, mình chạy thì nó đấy, nhìn chưa? Hả? Để em cho con bồ được con bò này to quá, hay là em để cái nước của màn hình nó thế nào, đây em kéo nó vào, kéo